Tổng bên mình thì là người gia sư đây nữa. Thế là thôi anh vẫn gia sư đây nữa, không để cho em nhà chứ. Cậu đây anh vẫn gia sư đây không? Oai, oai mới còn nói được, oai với tao là chữ chết. Thì tao biết mày phòng cùng với tao rồi. Có một thằng giàu đã đồn ra. Thằng kia phải uống tắm mấy. Đi hộ đấy, đi cùng hộ đấy. Thế nhà kia mấy tầng? Nhà 4 tầng thôi. Mặt đường à? Nhanh quá. Nó ở trong gần hồ, nói chung chỗ đấy không phải đang bỏ. Thế dạy chỗ đây là chỗ nào? Trên Quảng Kiếm á? Sau dưới lợi đấy. Sau dưới lợi á? Ngay đây à? Chưa dừng xe đâu phải Thành ạ, không chờ dừng xe. Hôm nào thằng cung đoàn xe mà không thì thứ 6 nó dậy đi tiền xe luôn đâu. Sao gọi thứ 6 nó cho mày mượn đâu? 6 nó mặc định mượn mà. Nếu mà đi đâu? Sao gọi thứ 6 nó cho mày mượn đâu mày nữa. Một ngày anh sẽ đến. Chán đấy, đúng không được. Không. Đi ra. Đấy, mình. Thôi ơi. Được đây. Ngày trước tao đi chạy thầy đấy. Tụi nói chung là cũng gặp cảnh này rồi. Chị hiểu không? Các giọng của người quả này tối đến. Lại đi thuyền thế rồi. Mà cứ đưa thế mà ông ấy nhận cái nhéo rút được thằng. Ông ấy được có mỗi mùa này mới thu được, bình thường thu được đâu. Mùa thi thực ra bình thường người lương vẫn cháy thôi đúng không? Chỉ đến mùa thi thì cũng hút. Nó có 2 mùa. Nó có 3 mùa. 1 năm á? 2 mùa đến 1 mùa thi đại. Như ông Hòa qua đại học thì mới có cái tình trạng này ra chứ được. Thì lỗi anh đi con ạ. Ở bên giáo viên cấp 3 ở đây ngày lấy được mừng mấy được một cuối bao nhiêu không? Bao nhiêu? Tặng bò bao nhiêu không? Ít nhất bé nhất là 1 triệu. Ui, quá bình thường luôn. Còn trung bình bây giờ 2 triệu. Đúng rồi, đi nhà thầy cô là phải có tiền mà. Sao biết? Một bó hoa to nhá. Mày biết cái ông dạy hóa của tao cấp 3 không? Vinh ngày 20 tháng 11 đấy. Trên bàn ông ấy có sẵn là một tập phong bì trắng. Thu Vinh đến ra người ngồi đấy, còn rút một phong bì, ông đi ra ngoài rút tiền vào, ông mang vào gửi thầy, đủ quả cho thầy đấy. Thầy cơ chế như thế, thành cơ chế thế. Rồi trực tiếp vào giáo sư đâu này? Giáo sư làm gì nhỉ? Thầy có giáo môn phụ ấy là 1 triệu, còn môn chính là 2 triệu, còn chủ nhiệm thường là 3 triệu. Phụ huynh đi hay là góp cả lớp? Phụ huynh đi ấy. Nếu mà một nhà đi ấy thì mẹ tiền đeo đâu mà đi. Mình biết trường dân lập không? Nhưng mà nó chỉ đi những cái môn mà kiểu như nó yếu ấy, cái thằng nó lợi ấy, dưới kia ấy. Tao bảo là hôm sau hôm nói chuyện nó bảo là hôm anh nhà em gửi 500 đúng không? Sao em biết về mẹ em nói? Nên mình mới hỏi là xem giáo viên chủ nhiệm nó bao nhiêu ấy. 3 củ. Đấy là nhà nó giàu rồi. Nhà bình thường nó đéo đâu tiền mà. Nó bảo là em thấy lớp em đi trung bình là 1 triệu. Còn giáo viên môn nào yếu mà khả năng trượt đây là thường đi 2 triệu. Cấp 3 còn có trượt nữa. Đúng rồi, trên Hà Nội mưa không cũng kém. Nhưng mà một lớp nó có 18 nữa thôi. Cho nên là nói chung mọi cái đắt lắm. Trường dân lập nữa. Dân lập từng gì? Lý dân tổ. Lớp của nó lúc đầu là gần 30 đứa, nhưng bây giờ còn 18 đứa. Chắc phí thu của nó cao lắm đúng không? Học phí ấy. 2 triệu tháng. Mỗi cái mùa đấy cũng là chết người à? Nó đi tiền như thế. Mỗi 20 người mùa. Có như 6 môn. 39 đang một phụ không cái thằng thiện cười tia đấy. Tôi bảo chỉ đi mình có giáo với tiếng Anh nó trượt, khả năng trượt đấy, nó đi thôi. Còn cái môn kia thì chung một lớp.